mẹ ơi lòng trẻ thiết tha, ăn năn sám hối tại gia tu trì. Con dành ngủ với tam quy, đạo tâm con nguyện hôm nay trao dồi. Đạo nhân con nguyện đắp bồi tu bòn phước đức trả rồi nghiệp xưa. Con nguyện tụng niệm sớm mây trưa, ăn năn sám hối tội xưa thiểu lần. Cầu xin các đấng hoàng ân, Chúa Cha Mẫu Mẹ Thâm Thần chứng tri. Cầu xin mẹ phụ quyền di, lòng thành con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu xin mẹ rưới phước màu truyền cho ba tánh đi đạo sâu tu hành. Ngày nay dời tâm lòng thành cầu người cường bảo lòng lành sửa tu. Trần miền như tế trân y lô, cầu cho ba tâm rừng nhu tu hiền. Mọi người gặp được thiện duyên, cái tà quy chánh cõi thiên được về. Bao tội lỗi lầm mê, ăn năn nghi sám hối được về lạc ban. Khi xưa lời Phật rõ ràng, thành thì tâm nghi sám hối tỏa vàng. Nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen tước quyền. Càng ngày si tối đạo điên, làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần. Lại còn khinh rẻ tư ân, chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nay còn có ít hàng, nhắc nhở đồng đạo cùng hy đàn. Nhờ con ngậu cũng diêu quay, thần tam bảo đủ điều thiện căn. Con nguyện giác ngộ ăn y năng, ngày đêm cầu nguyện siêu thân cô quyền. Làm người không biết cơ tổ tiên, ông bà cha mẹ thì xiền rất to. Khuyên
nếu con để giả riêng tay cứ mãi đằng hạ biết ngày nào lớn ai mà ân nghĩa báo đàm tu nhân tích đi đức được lớn thiên đình Nam mô vô thượng hư không diêu trì kim mẫu từ tôn cảm ứng chứng minh a di đà phật trẻ tưởng niệm hàng màu kinh mẹ hiền phủ ở điện độ mang ba gia ba tâm sớm làng mau mau tỉnh đi giấc kể vàng từ đây đừng tưởng thấy mộng dạng là thật đêm si mê rồi diệt thiện tâm quên đi Phật pháp diệu thân đó là phương tiện diệt phàm xưa nay kiếp người mãi đua chén danh lời quên hẳn đi trung tính ở đời mãi ham tiền bạc chơi bời tháng ngày quên mất những lời mẹ con hư hồng ham mê chè râu không hại gì bằng tổ nhập tâm xem thường sĩ diện tình thắm vừa chung y bàn đó ầm ầm mê đánh y lại chưa nói ân ý thâm nghĩa trọng khi rượu vào mắng chửi mẹ cha quên đi công y đức ông bà phải chăng vì rượu con là bất trong các tội hiếu ân nghi là trong xin khuyên người tỉnh nghi mộng ăn nghi nâng làm con phải giữ đạo hằng thờ cha kính đi mẹ ông bà tổ đôi anh chị cùng là em út phải xử sao cho trọng nghĩa tình thân y kia màu nọ như anh thương yêu dòng giúp giữ gìn phong ta dùng giúp bằng lời khuyên bảo ta giữ gìn
cho rạng giống nồi. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa trọng, khuyên cũng đừng yểm cụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lẫn nhiếp lẫn nồng lên lớn tiếng mày tao. Bên nội bên ngoài sới đào bới lên, người đời nhớ ông bà đâu bào. Con cháu mình bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không bòn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đầu cầu cần cha hiền. Xin cha nương nhẹ trần miền chúng con, từ lâu phúc đức không bỏ lầm, mê tài vật thường còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giai, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Anh ngay ở thằng thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói Phật ở đời dù cho nghèo có một lời không thay, đêm ngày cầu nguyện giữ lai. Nam mô sáu chữ thảo ngay kính nhường, một lòng một giả thiện lương, tu nhân tích đức thiên đường kế bên. Cầu xin Tam Bảo ơn trên độ, người đạo đức qua bên giác ngàn. Cầu xin Phật Tổ Tây Phương độ, người cần thế hùng quan thành tiền. Ai mà ăn ở thiện duyên, cầu xin ngọc đế chư thiên độ dầm. Ai mà lạc lòng bờ mê, xem thường tội phước nào nề thân nhớ.
sám hối kịp giờ, trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ ban. Mấy lời kêu gọi thiết thương ta, ai ơi thức tâm ý ráng mà tu tâm. Thấy người cùng khổ ân cần, hỏi thăm sắc đi dốc vàng cánh không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn, ra tay bố thí phước tăng hòa lùi. Giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện tội lui tức thầy. Cầu xin chư Phật từ bi, đó người sám hối sẵn si bỏ dần. Ai mà làm phước thì làm nhân, dù gặp tai họa thánh thần cứu cho. Thấy đời mạt pháp không y lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sóng đào, vàng rồng bạc nén làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con, sớm diền cô bác kháng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính nọn sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại cung vi, hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành bây giờ tập xong đi muối dưa, trao dồi đạo đức để chừa tâm đi tham. Rèn lòng tu sửa sắc phàm sớm chưa kinh kệ luận đàm thiên nhân. Khuyên đừng tính đi thiện so hơn, cùng nhau tu sửa cách đi hoàn ích chi. Lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu xin bảo gia tăng, đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu. Đầu dòng bài ơn trên Phật tổ, cứu độ người bớt ca
trần gian lắm nỗi ê chề, cố tâm dưỡng tâm tìm về quê xưa. Còn say đắm đam mê vật chất, càng lúng sâu khó vật chân ra. Chơi vơi trong bể ái hà, tử sanh sanh y tử thật là uổng thay. Chỉ bằng kinh kể hôm nay, rèn lòng sửa tâm y tháng ngày thông dông. Dù cho bão táp mưa phong, kiên tâm định y tánh như không có gì. Thượng còn nhờ đức từ bi, vô thượng vì bởi sân si hại mình. Trôi lăn trong kiếp phù sinh, hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông. Đến khi trời trở gió đông, cánh bèo tan rã khó mong hiệp thành. Bây giờ còn kiếp nhân sanh, đó là phước lớn lòng lành ráng tu. Ai mà học được chữ nhu, tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra. Bởi vì trong cõi ta bà, dục lạc cám mê dỗ như là lòng khuyên bảo dễ thường có nghe. Phải chi ai cũng kiên dè, sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân, để sao dứt bỏ xác trần. Tây phương tịnh y độ an nhàn thảnh thơi, tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường. Thấy đời lầm lạc mà tâm lại tìm đường tu thân, tu là báo bổ tư ân, hoa hồng ấp lành sống thân tại tiền. Thuốc thang bồi bổ thông quyên, sớm thăm y tối xuyên chớ rời. Chẳng mai cha mẹ qua đời, phần
học giữ gìn tâm môn. Đó là đạo đức trường tồn cầu cho cô bác khi đạo chân tu hiền. Ngày ngày cầu nguyện chư thiên độ cho ba tánh cần niềm sáng tu. Tu sao bỏ quán quên thù, từ bi hỷ xả thầm thâm pháp lành. Tu sao một dạ chí thành thầm người hiền đức sự sanh ni tạc thờ. Bỏ lòng quán trả thù dơ, tương thân tương ái giờ giờ chớ quên. Cầu xin y tam bảo ơn trên độ con trí tuệ lập nên đạo màu. Độ người khắp cả năm châu, chán chê vật chất trồng cầu nghĩa nhân. Người người một giả tương thân, kẻ giàu người có lần lần sửa tu. Tu là bỏ lòng bỏ dù xê sang cho lắm không bằng nam mô. Ráng tu khỏi đỏ tam đồ tâm làm rồi sớm tối cần kiên hiểu thông kinh y kệ kết duyên Phật Đà. Cầu xin từ phụ Thích Ca đó người sáng mà hối bước qua giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần. Xưa kia hung dữ bội phần, hôm nay sửa tánh gieo nhân hòa lành. Ai ai cũng có lòng thành thở trời chính ni Phật phát sanh ni Bồ Đề. Xưa thì dục lạc lầm mê, ngày nay sáng mà hối lần về cây xưa. Diệu trì mẹ đợi sớm trưa, con nào thức tỉnh mẹ đưa rước về. Kim giai con được hậu kề hậu cha hậu mẹ mong sao ba tâm ý chí thành
lòng thinh thinh, làm sao tránh đi cõi thiên đình quở vang. Bây giờ ta chịu cơ hàng theo chân Phật pháp, tai nạn sẽ qua. Mong chọn đường chánh đi đạo đề mà tu tăng, tu là biết trọng thánh đi thần. Bà con cô bác nghĩa nhân phải tròn, tu mà phước khi đức không ở bọn. Bye.
lục dục phá nhào vô minh. Mình y tâm kiên tâm y giữ dành an lòng mà tu niệm thất tình. Lời ngọc châu tu hiền, chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà. Còn hương đời long hoa, Di Lạc tôn dương Phật, xin trời đất chứng minh lòng. Tam bào Nam mô Bổn Sư
hận khắp nơi, con thề nguyện diệt để vui vào lòng. Pháp Phật sâu rộng mênh mông, con thề nguyện học cho thâm kiếp này. Dù con tình ni tấn y công phu, quyết lòng chẳng để mờ lũ đạo hiền. Ngày nay tiếp bơ điện hoàng mẫu chương toàn, cũng là chữ gì thấm đi thần Phật tiên. Chứng y lòng Phật tử họ Phan, Lan Anh tên gọi vậy thời ngày nay. Pháp danh y tâm y đức vậy thời, thành tâm đi ăn ư tâm bộ kinh khuyên đời. Duy thương họ nguyện là con, pháp danh đi tâm đi pháp ngày nay đáp đền. Nghĩa ân lại mẹ thượng trình, chứng lòng đồng chung khi mà phát nguyện, thì để lưu truyền chân kinh. Có ni tên gọi anh ni Phan, pháp danh ni tâm ấy yêu đàn vàng rồi trao. Rồi mèo
gọi anh Phan diệu dân Phật đặt đi danh đi tên đề quy tam bảo vẹn ở đề ngày nay vô tí ân ở dài lập kinh quê duyên lập sanh thiện rộng đài cao thỉnh mẹ ngồi đó ban vàng mẹ ghi tên vàng là trẻ hài nhi mẹ thương ghi ta cung di đắp bồi ngày sau con trẻ được ngồi đài sẵn thì để con ngồi mà lên trên tâm thầm hòa quyện chân kinh cầu an gia đạo dưới trên thuận hòa việc làm mọi việc đắc thành nguyện cầu thất tổ tu quyền siêu văn nguyện cho cha mẹ hiền tiền phước tăng lộc thọ viên niên vinh trường nam mô a di đà phật. Bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 27 này do Phật tử Phan Thị Lan Anh sinh năm 1953 pháp danh Tâm Đức hiệp cùng gia đình để phát tâm ấn tấm bộ kinh này. Phật tử Phan Thị Lan Anh cầu nguyện cho hiệu Phan Ta Tiết Qua Xin ở 936 Kabahulu Ave Honolulu để cầu nguyện gia đình hưng thạnh quyến thuộc tăng phước quảng viên tấn tài tấn lộc tấn bình an hồi hướng phước báo cho quý Phật tử sở nguyện sở cầu luôn luôn thành tựu cầu chúc cho gia đình quý Phật tử luôn được thành công trong cuộc sống. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Tát Đài chứng minh. Lời Phật rõ ràng thành mì tâm y sáng ma hôi tỏa vàng nước lớn nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen tước quyền càng ngày si tối đạo biên làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần lại còn khinh rẻ tư ân chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng hôm nay còn có ít hàng nhắc nhở đồng đạo cùng thi đàn trẻ thơ bao năm con cùng dạy khờ gây nhiều nghiệp chướng như cùng nhiều mai nhờ con ngạo cũng diêu quay thần tam bảo đủ điều
con nguyện giác ngộ ăn y năng ngày đêm cầu nguyện siêu thắng cô quyền làm người không biết cơ tổ tiên ông bà cha mẹ thì xiềng rất to
đôi anh chị cùng là em út, phải xử sao cho trọng nghĩa tình. Thân kia màu nọ như anh, tương yêu dòng giúp giữ gìn phong môn. Ta dùng giúp bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa trọng, khuyên cùng đừng yểm cụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lấn hiếp lẫn nhau. Nồng lên lớn mày tao, bên nội bên ngoài sới đào bới lên. Người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp dây đầy không bòn phước đức chớ rài than gian. Bài xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ cần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ lầm, mê tài vật thương còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giai, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Anh ngay ở thằng thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói Phật ở đời dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện giữ lai, Nam mô sáu chữ thảo ngay kính nhường. Một lòng một giả thiện lương, tu nhân tích đức thiên đường kế bên. Cầu xin Tam Bảo ơn trên độ, người đạo đức qua bên giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương độ, người cần thế hùng quang thành tiền.
cầu xin y ngọc để chữ thiên độ dầm. Ai mà lạc ở lòng bờ mê, xem thường tội phước ở nào này thân nhớ. Mau mau sáng hối kịp giờ, trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ ba. Mấy lời kêu gọi thiết ương ta, ai ơi thức tình đi ráng mà thu tâm. Thấy người cùng khổ ân cần, hỏi thăm sách đi dốc vàng cánh không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn, ra tay bố thí phước tăng hòa lùi. Giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện bố thí tội lui tức thì. Cầu xin chư Phật từ bi, đó người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước đi làm nhân, dù gặp tai họa thánh thần cứu cho. Thấy đời mà pháp không y lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sóng đào, vàng rồng bạc nén làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con, sớm giềng cô bác ráng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập xong y muối trao dồi đạo đức để chừa tánh nhị tham. Riêng lòng tu sửa sắc phàm, sớm chưa kinh kệ luận đàm thiên nhân. Khuyên đừng tính đi thiện so hơn, cùng nhau tu sửa cách đi hàn ích chi. Lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu xin y tam bảo gia tăng, đó đạo hạnh thần đàn chánh tu.
đầu dòng bài ơn trên Phật tổ tu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nổi ê chề tổ còn say đắm đam mê vật chất, càng lúng sâu khó vật chân ra. Chơi vơi trong bể ái hà, tử sanh sanh tử thật là chỉ bằng kinh kể hôm nay. Rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dông, dù cho bão táp mưa phong, kiên tâm định đi tâm như không có gì. Thường con nhờ đức từ bi, vô tương gì bởi sân si hại mình. Trôi lăn trong kiếp phù sinh, hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông. Đến khi trời trở gió đông, cánh bèo tan rã khó mong hiệp thành. Bây giờ còn kiếp nhân sanh, đó là phước lớn lòng lành ráng tu. Ai mà học được chữ nhu, tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra. Bởi vì trong cõi ta bà, dục lạc cám mê dỗ như là lòng khuyên bảo dễ thường có nghe. Phải chi ai cũng kiêng dè, sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân, để sao dứt bỏ xác trần. Tây phương tịnh độ an nhàn thấm thơi, tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường. Thấy đời lầm lạc mà thương, không hồi tâm lại tìm đường tu thân. Tu là báo bổ tư ân, hóa hồng ấp lạnh sống thân tại tiền. Thuốc thang bồi bổ thông quyên, sớm thăm y tối xuyên chớ rời.
trọn nghĩa tình hết lòng đầm mì bọc giữ gìn tâm môn. Đó là đạo đức trường tồn cầu cho cô bác khi đạo chết tu nghiền. Ngày ngày cầu nguyện chư thiên độ cho ba tánh trần miền sáng tu. Tu sao bỏ quán quên thù, từ bi hỷ xa thầm thâm pháp lành. Tu sao một dạ chí thành thành người hiền đức sự sanh ni tạc bỏ lòng quán trả thù dơ tương thân tương ái giờ giờ chớ quên cầu xin y tam bảo ơn trên độ con trí tuệ lập nên đạo màu độ khắp cả năm châu chán chê vật chất trồng cầu nghĩa nhân người người một giả tương thân kẻ giàu người có lần lần sửa tu. Tu là bỏ lòng bỏ dù xê sang cho lắm không bằng nam mô. Ráng tu khỏi đỏ tam đò tâm làm bố thí lần vô cửa thiền. Để rồi sớm tối cần kiên hiểu thông kinh kệ kết duyên Phật là cầu xin từ phụ Thích Ca đó người sám hối bước qua giác ngàn cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần. Xưa kia hung dữ bội phần, hôm nay sửa tánh gieo nhân hòa lành. Ai ai cũng có lòng thành thở trời kính ni Phật pháp sanh ni Bồ Đề. Xưa thì dục lạc lầm mê, ngày nay sáng ma hối lần về cây xưa. Điều trì mẹ đợi sớm trưa, con nào thức tỉnh mẹ đưa nước về. Kim giai con được hậu kề hậu cha hậu mẹ trăm nhàn thân.
mong sao ba tâm ni chí thành, ăn năn ni sám hối phước sanh hòa lùi. Đã tu khuyên chớ dễ vui, gắn công rèn tâm thao chùi thân tâm. Bỏ sự sai lầm năng hành bố thí diệu tâm pháp màu, tu hành Phật chẳng bỏ đâu, khuyên cùng cô bác mau mau sửa mình. Lưới trời lòng lòng làm sao tránh đi cõi thiên đình quở vang. Bây giờ ta chịu cơ ngàn theo chân Phật pháp, tai nạn sẽ qua. Mong chọn đường tránh đi đạo đề mà tu tăng, tu là biết trọng thánh ni thần. Bà con cô bác nghĩa nhân phải tròn, tu mà phước đức không ở bọn, còn chi thân. Tu là làm phước làm nhân, giúp người là ư bước cơ bằng nắng tay. Mặc ai đùa trí vô tài, đường ngay nẻo tăng đăng ở trần, thông dòng rào bước ghé kinh người người. Sau này như thể hoa tươi liên hoa là người mà sanh ta. Nam mô sao chờ Di Đà, thường xuyên mà tống niệm thân tâm an nhàn. Nhẹ đại tất thi đức tu thân ơi, bước đi mà lợi lạc thì nghĩa giới nhân phải trọn nghề. Làm người biết niệm từ bi, thân tâm bi khẩu tu thì phải sống thánh ni bằng, cầu xin ni tam bảo hồng ân phù này.
hạ quân sắp mà tới hết đây. Không tổ không sửa hội này hết trơn. Tu là không giận không hờn, gặp người biến nhẹ chẳng sợ lòng ta. Mong sao thó cầm ta bà về miền mà cất lạc. Phật đà thăm thơi, ham chi trần hạ đu bơi. Tranh ly tài mà tranh lời, để tranh lời thấp cao. Chỉ bằng tâm đạo dòi trao, đánh tan lục dục phá nhào vô minh. Mình đi tâm phải hà sang, bờ mê bên giác lần qua gặp chữ Bồ Tát để mà cùng tu. Con cuối lại đặng tam giới tôn, quy mãn cùng mười phương Phật. Nay con nguyện pháp nguyện rồng, tiếp điện khứ mẫu hoàng lắp thành kính long đình. Trong ngày hỏi cuối xin mẹ chỉ dạy lời ngọc châu tu hiền, chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà. Còn hướng đời long qua Di Lạc tôn vương Phật, xin trời đất chứng y minh lòng trong kỳ ba thân trụ. Xin mẹ hiền điển phụ tình thương, để cảm ứng chứng minh tâm thành của trẻ. Lỗi lầm con đã nhờ mẹ thầy chỉ lối, tâm ô sáng sáng liền. Con xin nguyện bốn miền thập phương trong bồn đào, và huynh để gần xa gặp
vô cực đại từ tốn cảm ứng chứng minh. Sanh thường trâu chân ni pháp minh, Như Lai quá khứ Tỳ Bà Thí Phật. Nam mô vốn di thiên cung quyền, cung cao thượng đế Ngọc Hoàng Phổ Độ Đại Thiên Tôn. Nam mô thập phương tam thế chư Phật thượng trụ tam bảo. Nam mô bổn sư